Chào mọi người, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách nhân bản cái chai Pepsi này ra, cách copy và paste ra để tạo cái vòng lặp và mình sẽ đỡ cực về sau hơn. Mình chỉ cực trong cái giai đoạn đầu thôi, từ đây về sau mình sẽ sử dụng lại những cái mình đã làm ha. Thí dụ đến cái khúc này. À, bây giờ đến cái khúc này thì đến những cái chai Pepsi nó tiếp tục nó lắc qua lắc lại đây. Thì mình tiếp tục mình dùng cái hành động đó là slick slick ra ha. Slick ra. Slick ra. Và ở đây á mình sẽ không dùng ba cái này nữa. Giữ control ha, tích vào đây. Và bấm cất hoặc delete nó ha. À. Vì ở đây mình sẽ cần đến ba cái này. Thì mình giữ control ha. Mình tích vào. Mình copy. Và mình paste ha. Nắm ba cái này kéo xuống đây. À. Vậy là mình đã có hành động là ba chai Pepsi này nó sẽ lắc qua lắc lại. À. Ừ, đến cái giai đoạn này thì mình kéo cho nó dài bằng cái tiếng khóc của mình ha. À. Rồi mình có thể bỏ cái đoạn cuối này đi. À. Mình copy nó. Lưu ý là cái cuối cùng. Lưu ý đến cái cuối cùng thì mình phải cho nó quay về không ha. Add animation. Sau đó cho quay về không. Và kéo 15 giây ha. 15% của giây. À. Tương tự ha, tương tự với cái này cũng vậy. Cắt nó sau đó copy ha. Giữ control. Copy. Cái cuối cùng ha, thêm animation vào cho quay về không, sau đó kéo đến 15. Tương tự bên dưới ha. Copy, Ctrl V. Cái cuối cùng thì add animation vào. Trở về không. Kéo đến 15. À, đây bạn có thể xem lại ha. Có một cái khúc nào nó bị nó lỗi chỗ này nè. Nó không kích ha. Giờ nó không kích nữa. Nó nắm mình kéo sát vô. À. Các bạn xem lại ha. Coi nó có điều chưa nha. À, vậy là điều rồi ha. Nhưng mà còn cái hình ảnh em bé là nó chưa cử động nữa ha. À, mình cũng làm cho cái ảnh em bé này nó cử động ha. Cũng add animation vào. Cũng cho qua bên tay phải. À, nè, cho qua trái trước. Cho cái hình này nó ngược lại bên kia ha. 10. Kéo ra 15 ha. Đây, ra đây. Add animation. Và cho nó xuống âm 10. Kéo ra 15. Sau đó copy ha. Bát ha.
Riêng cái hành động cuối ha, cất ra. Cho quay về không ha. Kéo 15. Mọi người, các bạn xem lại ha. Vậy là các bạn đã có lúc em bé khóc và em bé cười ha. Đây là lúc em bé cười nè. Rồi, trong cái video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhân bản để làm cho những cái chai Pepsi còn lại ha.